Red Velvet, từ sản phẩm lỗi của SM đến nhóm nhạc nữ đình đám xứ Kim Chi. Với những ai là fan chính hiệu của K-pop thì có lẽ cái tên Red Velvet đã không còn xa lạ. Tuy nhiên, để trở thành một trong ba nhóm nhạc nữ dẫn đầu xu hướng K-pop như hiện nay, Red Velvet đã có những bước khởi đầu không mấy dễ dàng. Từng bị xem là nhóm nhạc thất bại của nhà SM, Red Velvet đã dần dần chứng tỏ được năng lực, vượt lên hẳn so với các girl group khác và gây tiếng vang với những sản phẩm chất lượng. Màn ra mắt vội vàng. Sau khi nhận ra những bất cập trong cách quản lý nghệ sĩ qua hàng loạt scandal lớn nhỏ, SM Entertainment quyết định tung ra chiến dịch SM Rookies. Họ đào tạo và quản lý kỹ lưỡng các thực tập sinh hơn trước. Red Velvet chính là nhóm nhạc đầu tiên ra đời nhờ chiến dịch này. Không giống như những nhóm nhạc tiền bối được phát hiện một cách tình cờ, Red Velvet là idol group duy nhất của SM mà tất cả các thành viên đều phải tham gia dự tuyển qua những vòng thi khắc nghiệt mới có thể trở thành thực tập sinh. Irene thi tuyển vào SM năm 19 tuổi. Seonki tham gia SM Open Auditions năm 2007 khi mới 13 tuổi. Wendy và Joy dự thi SM Global Auditions năm 2012. Em út Yeri cũng trở thành thực tập sinh của SM sau khi trúng tuyển tại SM Global Auditions năm 2011. Thời gian này, William còn đại diện cho đội bóng nước của các trường đại học quốc gia Scotland tại giải đấu Celtic Nations năm 2004. Anh được các sinh viên khác gọi là Steve để tránh bị bất kỳ phóng viên nào tình cờ nghe thấy và nhận ra danh tính của Vương Tôn. Dẫu gây được chú ý, song sự khởi đầu của Red Velvet không hề dễ dàng. Nhiều người cảm thấy bất ngờ vì việc ra mắt một nhóm nhạc quá vội vàng, không giống như phong cách làm việc của SM. Thời điểm đó, nhiều ý kiến đánh giá Red Velvet sở hữu ngoại hình không nổi bật như các idol group khác của SM và nghi ngờ Red Velvet chỉ là một sản phẩm kiểu mì ăn liền. Chưa kể, debut ngay khi FX đang chìm trong scandal, Red Velvet bị gọi là công cụ đánh lạc hướng fan. Trước đây, các nhóm xuất thân từ SM đều có sự chuẩn bị trước khi debut vô cùng chỉnh chu, đơn cử là cú chào sân hoành tráng của EXO năm 2012 với vô số teaser thành viên, teaser MV, bài báo giới thiệu. Còn đối với Red Velvet, chỉ trong vòng vỏn vẹn có một tuần, lần lượt teaser thành viên, teaser album được phát hành liên tục. Nhóm ra mắt với MV Happiness, một MV cũng đúng chuẩn đóng hộp của SM với bối cảnh dàn dựng chật hẹp. Điểm cộng của Happiness là có giai điệu rất lạ tai, mang hơi hướng âm nhạc của các bộ tộc châu Phi. Tuy nhiên, cư dân mạng đã nhanh chóng chỉ ra những hình ảnh nhạy cảm trong MV này. Việc lồng ghép những hình ảnh liên quan đến sự việc vụ không thật ngày 11 tháng 9 hay thảm họa đánh bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki đã khiến cho khán giả bất bình. Trước sự chỉ trích mạnh mẽ của khán giả, SM phải cắt bỏ hết những hình ảnh trên, xin lỗi vì sự bất cẩn, đồng thời nhanh chóng gỡ bỏ MV cũ và thay bằng một MV khác. Màn ra mắt gây tranh cãi cộng với chiến lược quảng bá hời hợt đã khiến người hâm mộ coi Red Velvet là nhóm nhạc thất bại đầu tiên của SM. Khó khăn nối tiếp khó khăn. Cũng trong thời điểm đó, Red Velvet vướng phải một sự cố khác khi trùng tên một nhóm nhạc indie. Tuy nhiên, sự cố này nhanh chóng được giải quyết khi hai bên thỏa thuận được rằng sẽ vẫn tiếp tục hoạt động dưới cùng một cái tên. Sau đó, Red Velvet lại trở thành tâm điểm bất đắc dĩ của nhiều cuộc ồn ào truyền thông khi tân khủng long nhà YG Winner ra mắt sau đó không lâu. Điều này được coi là một trở ngại lớn cho Red Velvet bởi Winner là nhóm nhạc nam được YG đầu tư khá là kỹ càng, quy tụ những chàng trai xuất sắc nhất chiến thắng trong chương trình truyền hình thực tế Win, Who's Next. Lịch trình ra mắt sát nút vô tình đẩy hai nhóm nhạc mới vào một cuộc chiến truyền thông mà khi đó Winner chiếm hoàn toàn lợi thế. Sau single debut Happiness tháng 10 năm 2014, Red Velvet tiếp tục phát hành single Be Natural, một bản remake từ bài hát của tiền bối cùng công ty SES Song, nhưng vẫn không gây được tiếng vang. Tháng 3 2015, SM bất ngờ công bố Yeri sẽ là thành viên thứ 5 của nhóm. Nhiều người phản đối quyết định này vì họ đã quen với đội hình 4 người. Hơn nữa, Yeri lại còn khá nhỏ, sinh năm 1999, có thể sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động của nhóm bởi Hàn Quốc có luật giới hạn thời gian làm việc đối với nghệ sĩ chưa đủ tuổi trưởng thành. Việc thêm thành viên vào một nhóm chỉ mới debut chưa đầy nửa năm khiến cho fan càng tin rằng SM dường như không có một định hướng rõ ràng nào cho gà mới của mình. Biệt danh nhóm nhạc tình thế của Red Velvet lại một lần nữa nổi lên. Làn sóng tẩy chay Yeri càng lúc càng mạnh khiến cô cũng như cả Red Velvet phải chịu vô vàn áp lực, nhưng SM vẫn bỏ ngoài tai mọi lời phản đối ấy. Bất ngờ tỏa sáng ngoạn mục. Phát hành MV Ice Cream Cake vào ngày 15 tháng 3 năm 2015, Red Velvet đã thực sự khẳng định được tài năng. Ngày 27 tháng 3 2015,
nhóm giành được chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp trên Music Bank. Sau đó, họ tiếp tục giật cúp trên các show khác như Musical, Em Countdown hay Inkigayo, trở thành nhóm nữ ra mắt năm 2014 đầu tiên giành cúp trên các show âm nhạc lớn. Album Ice Cream Cake đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Gaon Weekly Album Chart. Riêng MV Ice Cream Cake trở thành MV K-pop được xem nhiều nhất trên YouTube vào tháng 3 2015. Album đầy đủ thành viên đầu tiên của Red Velvet mang tên là The Red được phát hành vào ngày 9 tháng 9 2015 và nhận được những đánh giá tích cực. Bài hát chủ đề Dum Dum đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng danh giá Billboard, trở thành bài hát K-pop hot nhất tại Mỹ trong tuần. The Red cũng đứng thứ nhất trên bảng xếp hạng Billboard World Albums Chart và Gaon Album Chart tại Hàn Quốc. Sau đó thì album lọt vào top 10 album hay nhất K-pop năm 2015 của Billboard. Một năm sau thành công bất ngờ của Ice Cream Cake, ngày 17 tháng 3 2016, Red Velvet phát hành mini album thứ hai mang tên The Velvet với một phong cách hoàn toàn khác biệt. Có thể nói việc lựa chọn quảng bá một ca khúc ballad như One of These Nights là khá mạo hiểm với một nhóm nhạc mới. Đặc biệt là trong năm vừa qua, Red Velvet đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng với các ca khúc pop sôi động. Thế nhưng ca khúc vẫn mang lại cho các cô gái nhà SM nhiều phản hồi tích cực và giành nhiều chiến thắng trên các show nhạc hàng tuần với tổng cộng là 5 cúp. One of These Nights cũng nhận được nhiều sự khen ngợi của giới chuyên gia về chất lượng của bài hát. Dù không đình đám như Dum Dum, nhưng quyết định theo đuổi một phong cách xa lạ với số đông, sự đa dạng hóa hình tượng mỗi khi trở lại của Red Velvet nhận được rất nhiều lời khen. Thống nhất phong cách âm nhạc. Tháng 9 2016, Red Velvet trở lại với đĩa đơn Russian Roulette. Bài hát cùng tên cũng đánh dấu lần đầu tiên Red Velvet kết hợp cả hai concept Red, sôi động trẻ trung và Velvet, sang trọng trưởng thành trong cùng một ca khúc. Sự thống nhất trong phong cách âm nhạc này đã mang lại những thành công lớn cho Red Velvet. Russian Roulette đã giành đến 6 cúp âm nhạc hàng tuần và cũng là bài hát giành được nhiều cúp nhất của Red Velvet kể từ khi debut. Đĩa đơn cũng đạt vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Gaon Album Chart và vị trí số 2 trên World Album Chart. Đầu 2017, Red Velvet trở lại đấu trường K-pop với ca khúc Rookie. Dù có nhiều ý kiến trái chiều về việc bài hát có giai điệu ngang tai và concept không phù hợp, nhưng kết quả là Rookie vẫn mang về cho Red Velvet đến 9 chiếc cúp âm nhạc hàng tuần. Đĩa đơn cùng tên cũng đứng đầu bảng xếp hạng Gaon Album Chart và Billboard World Album khi vừa phát hành. Không ngủ quên trên thành công, chỉ 5 tháng sau, Red Velvet thông báo comeback với ca khúc Red Flavor. Đây cũng là lần đầu tiên Red Velvet phát hành một ca khúc vào thời điểm mùa hè. Nhóm nhanh chóng cho thấy tiềm năng trở thành nữ hoàng mùa hè mới của K-pop khi Red Flavor mang về vô số thành tích khủng. Bài hát đứng đầu bảng xếp hạng Gaon Digital Chart và Gaon Download Chart ngay trong ngày đầu phát hành, góp mặt 10 tuần liền trong bảng xếp hạng Melon Weekly Chart. Có thể nói 2017 là một năm vô cùng ý nghĩa đối với nhóm Red Velvet. Nhóm phát hành 3 album còn có tên fandom chính thức là Rebel Love. Nhóm cũng có cho mình concert solo và show thực tế đầu tiên, đồng thời đạt được vô số kỷ lục mới trong mỗi lần comeback. Đến lúc này, những định kiến về ngày đầu ra mắt của Red Velvet đã dần tan biến. Giờ đây Red Velvet đã trở thành một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop, cạnh tranh trực tiếp ngôi hậu cùng những nhóm nhạc nữ nổi tiếng cùng thời. Thành công nối tiếp thành công. Red Velvet đã phát hành phiên bản repackage cho album phòng thu thứ hai mang tên The Perfect Red Velvet vào ngày 29 tháng 1 năm 2018. Album bao gồm các ca khúc trong Perfect Velvet và bổ sung 3 ca khúc mới, trong đó có ca khúc chủ đề Bad Boy. Album đứng đầu trên Gaon Album Chart. Ngoài ra, Bad Boy giành vị trí thứ nhất trên Download Chart của Gaon và vị trí thứ hai Gaon Digital Chart. The Perfect Red Velvet cũng xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng World Albums của Billboard. Đến năm 2019, MV Bad Boy là MV đầu tiên của Red Velvet, đạt 200 triệu lượt xem trên YouTube. Với hơn 500.000 đơn vị được tiêu thụ ở Mỹ, Bad Boy đã trở thành ca khúc đầu tiên của nhóm đủ tiêu chuẩn để đạt chứng nhận vàng của Hiệp hội Công nghiệp Thu âm Mỹ, RIAA. Đồng thời đây cũng là bài hát đạt được nhiều lượt nghe nhất trên Spotify của các nghệ sĩ trực thuộc SM Entertainment và được Billboard bình chọn là bài hát K-pop hay nhất 2018. Vào ngày 20 tháng 3 2018, SM Entertainment thông báo Red Velvet sẽ trình diễn cùng các nghệ sĩ khác của Hàn Quốc cho buổi concert Hàn Quốc tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên. Ngày 6 tháng 8, Red Velvet cho ra mắt mini album thứ 6 mang tên Summer Magic với ca khúc chủ đề là Power Up. Đây là album đầu tiên của nhóm đạt top 1 bảng xếp hạng iTunes. Video ca nhạc của bài hát lọt top 100 video xuất sắc nhất YouTube năm 2018 và là MV K-pop duy nhất lọt vào bảng xếp hạng này.
Power Up cũng là bài hát đầu tiên của nhóm chạm nóc bảng xếp hạng Real Time của Melon. Quả ngọt sau hành trình miệt mài khổ luyện. Tháng 2 2019, nhóm công bố lịch trình chuỗi concert Red Mare ở Bắc Mỹ, tổ chức tại Los Angeles, Dallas, Miami, Chicago, New York, Toronto và Vancouver, trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc đầu tiên tổ chức tour diễn Bắc Mỹ trong vòng 3 năm trở lại đây. Tháng 6 2019, Red Velvet comeback với mini album mang tên The Rev Festival Day One cùng ca khúc chủ đề Jim Zalabim. Bài hát giúp Red Velvet lập kỷ lục khi trở thành nhóm nữ Hàn Quốc đầu tiên và thứ tư thế giới đạt top 1 trên iTunes của nước Mỹ, trở thành nhóm thứ hai sau EXO và nhóm nữ đầu tiên của SM có MV trên 10 triệu lượt xem trong vòng 24 giờ. Vào ngày 20 tháng 8, Red Velvet comeback với mini album The Rev Festival Day 2 cùng ca khúc chủ đề Oompa Oompa với concept Holiday để giải tỏa cái nóng của mùa hè. Với lần comeback này, Red Velvet nhận được sự quan tâm trên toàn thế giới với top đầu trending trên Twitter. Sau khi ra mắt Oompa Oompa, Red Velvet là girl group thứ hai trong năm 2019 đạt all kill trên tất cả các show âm nhạc trong tuần. Vào ngày 23 tháng 12, Red Velvet comeback với album tái bản The Rev Festival Final với 16 bài hát, trong đó có 12 bài hát nằm trong hai album trước đó và 4 bài hát mới bao gồm bài hát chủ đề Psycho và bài hát La Rouge. Ngay sau thời điểm phát hành, bài hát đã đứng nhất trên tất cả các bảng xếp hạng Real Time thời gian thực của Hàn Quốc. Đây là thành tích mà chưa một nhóm nhạc nữ nào đạt được kể từ cuối tháng 12 2018 cho đến bây giờ. Với 10,7 triệu view, Psycho là MV đạt lượt xem cao nhất trong vòng 24 giờ của Red Velvet và cao thứ hai của nghệ sĩ SM. Nhờ Psycho, Red Velvet trở thành nhóm nhạc nữ Hàn Quốc thứ hai trong lịch sử, đạt được 3 cúp liên tiếp của 3 chương trình âm nhạc khác nhau như Music Bank, Music Core, Inkigayo. Cuối 2019, Psycho chính thức là bài hát đạt được nhiều lượt nghe nhất trên Spotify năm 2019 của các nghệ sĩ trực thuộc SM Entertainment. Tuy nhiên thì cuối tháng 12, tại SBS Gayo Daejeon 2019, giọng ca chính Wendy gặp tai nạn trên sân khấu, chấn thương mặt và gãy xương chậu. Sau đó SM thông báo rằng vì sự việc đáng tiếc này, Wendy cùng cả nhóm sẽ hủy quảng bá Psycho. Vụ việc đã gây sốc cho người hâm mộ của nhóm này và độc giả. Ngày 3 tháng 4 2020, đại diện SM cho biết rằng Wendy đang dần hồi phục sau hơn 3 tháng điều trị và nữ ca sĩ có thể được xuất viện. Cũng trong thời gian này, SM thông báo ra mắt nhóm nhỏ của Red Velvet có tên là Red Velvet, Irene and Songki. Tầm 6 năm kể từ ngày debut, Red Velvet không chỉ đạt được những thành công nhất định trong sự nghiệp ca hát, mà các cô gái còn được kỳ vọng sẽ trở thành những ngôi sao sáng hơn nữa trong những năm tới. Đặc biệt khi K-pop đang trong giai đoạn chuyển giao thế hệ mạnh mẽ, Red Velvet hiện là một trong số ít các nhóm nhạc được công chúng tin tưởng sẽ sớm trở thành người kế thừa xứng đáng với thành tựu của các tiền bối. Cảm ơn bạn đã xem video tại kênh Người Nổi Tiếng. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!